Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của tờ bóng đá. Kính thưa quý vị, kết quả SEA Games vào tối ngày 11 tháng 5 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số đó là 2-1 trước đội tuyển nữ Philippines, dù rằng chúng ta đã bị dẫn trước với tỷ số 1-0. Và ngay sau khi trận đấu đó kết thúc, huấn luyện trưởng của đội tuyển nữ Philippines vẫn cảm thấy vô cùng sung sướng, mặc dù vừa qua đã thua đội tuyển nữ Việt Nam vì một điều vô cùng thú vị. Và sau trận đấu kết thúc thì đội tuyển nữ Việt Nam nhận tin vỡ òa từ VFF số tiền thưởng cực khủng có được, và chắc chắn số tiền này và đây chắc chắn sẽ là số tiền thưởng rất lớn mà ngay cả đội tuyển U23 Việt Nam cũng phải ao ước thì mới có thể may ra có được. Kính thưa quý vị, ở trận ra quân tại SEA Games 31 vừa qua thì đội tuyển nữ Việt Nam đã bị đội tuyển nữ Philippines dẫn trước với tỷ số 1-0 ở ngay phút thứ 15 thôi. Tuy nhiên thì đoàn quân của Real Madrid Đức Trung vẫn chơi vô cùng nỗ lực và rất cố gắng, cuối cùng thì chúng ta cũng đã lội ngược dòng thành công để mang về được 3 điểm đầu tay vô cùng quý giá. Và ngay sau khi trận đấu kết thúc thì đội tuyển nữ Việt Nam đã được động viên tinh thần. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF ông Cao Văn Tróng và Phó Chủ tịch VFF ông Lê Văn Thành đã có mặt ngay lập tức và đã chúc mừng chiến thắng vừa qua dành cho toàn đội của thầy trò Huấn luyện viên Đức Trung. Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định thưởng tới tận 500 triệu đồng, còn lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thưởng tới tận 200 triệu đồng. Và tổng số tiền mà thầy trò Huấn luyện viên Đức Trung nhận được ngay ở thời điểm sau khi trận đấu kết thúc đã là 700 triệu đồng rồi. Và trận ra quân thì đội tuyển nữ Việt Nam vừa qua, mặc dù chúng ta đã không nhập cuộc tốt bởi 15 phút đầu tiên thì thế trận gần như là đã thuộc về quyền sát hoàn toàn bởi đội tuyển nữ Philippines có lợi thế về mặt thể hình, thể lực tốt hơn rất nhiều với rất nhiều những cầu thủ nhập tịch tới từ châu Âu. Và hệ quả là chúng ta cũng để bàn thua ở phút thứ 15 sau khi mà đội bạn có được một bàn thắng. Thế nhưng sau đó thì thầy trò Mai Đức Trung đã dần dần kiểm soát được thế trận và với những nỗ lực tuyệt vời của chúng ta thì chúng ta cũng đã có được 3 điểm sau khi ngược dòng thành công. Và để nói về số tiền thưởng vừa qua 700 triệu đồng, một con số thực sự là khó tin cho một chiến thắng của đội tuyển nữ tại SEA Games 31 này. Bởi chúng ta thấy rằng là kể cả đội tuyển quốc gia, đội tuyển nam, đội tuyển U23 nếu mà có thi đấu tại SEA Games 31 này có được một chiến thắng cũng không thể nào lại có được con số tiền lớn như vậy được. Điều đó cho thấy rằng là chiến thắng vừa qua của đội tuyển nữ Việt Nam đã được ghi nhận một cách xứng đáng đến như thế nào. Bởi chúng ta đều thừa nhận rằng thực sự là đội tuyển nữ Philippines họ là đội bóng cực mạnh với rất nhiều những cầu thủ được nhập tịch tới từ châu Âu. Và như tôi đã nói thì việc đội bóng này thậm chí trong vòng có 1-2 năm thôi đã hoàn thành được cái mục tiêu đó là lọt tới vòng chung kết World Cup nữ 2023 thì mới thấy được là cái chiến quả vừa qua của đội tuyển nữ Việt Nam trước đối thủ này là thực sự là vô cùng đáng ghi nhận. Và quý vị bạn nhận xét như thế nào về số tiền thưởng này? Nó thực sự là có bất ngờ hay không? Hay là có thực sự là xứng đáng dành cho tuyển nữ Việt Nam chúng ta hay không? Thì hãy để lại một like, một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của tuần này nhé. Và để nói về cái chiến công thực sự là tuyệt vời vừa qua của đội tuyển nữ Việt Nam thì chúng ta hãy đi đến những phát biểu của huấn luyện viên đội nữ Philippines. Ông này vẫn cảm thấy sướng sau khi mà để thua trước đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu vừa qua. Huấn luyện viên trưởng của tuyển nữ Philippines đó là ông Alan Starisic đã không tiếc lời khen ngợi cái bầu không khí trên sân cầm phải ở trận đá bóng mà đội bóng ông thua đội tuyển nữ Việt Nam với tỷ số đó là 1-2. Vừa qua sân vận động Cẩm Phả với sức chứa là khoảng 16.000 chỗ ngồi thì gần như đã không còn bất cứ một chỗ trống nào cả trong trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam tại môn bóng đá nữ SEA Games 31. Thầy trò Huấn luyện viên Đức Trung đã đối đầu với Philippines với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài. Và sau khi trận đấu kết thúc thì huấn luyện viên Alan Starisic của đội tuyển nữ Philippines có nhận xét rằng: "Tôi nghĩ rằng đội tuyển nữ Việt Nam có thể tự hào vì những người hâm mộ ở nơi đây. Đây là bầu không khí tuyệt vời. Tôi thấy được sự đam mê, tích cực của bóng đá và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ rằng khán giả cổ vũ cho đội nhà gây áp lực lớn khiến cho Philippines thua trận ngày hôm nay. Sự cổ vũ của họ mang đến những điều tích cực dành cho cả hai đội. Đội tuyển nữ Philippines đã nhập cuộc tốt hơn khi mà cầu thủ đội bạn đã có được bàn thắng ở phút thứ 15. Thế nhưng ngay sau đó với sự kiên cường của thầy trò Huấn luyện viên Trung thì chúng ta đã có được một chiến thắng với tỷ số 2-1 để mang về 3 điểm quý giá đầu tiên." Và nói về màn trình diễn vừa qua, trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Starisic có thừa nhận rằng đội bóng của ông đã chơi không tốt ở trong hiệp 2 khi mà nói rằng: "Đây là trận đấu đầu tiên của Việt Nam, thế nhưng chúng tôi đã thi đấu trận thứ 2 rồi. Đội bóng của các bạn được khán giả cổ vũ nồng nhiệt, đó là một thế rất lớn. Tôi nghĩ rằng đội bóng của tôi đã thi đấu tốt ở trong hiệp đầu tiên. Thế nhưng rõ ràng sau 45 phút đầu tiên thì Việt Nam họ đã vươn lên và đã có màn trình diễn tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Đội tuyển nữ Việt Nam có kỹ thuật cực tốt mà chúng tôi
đã phải chịu thất bại trước một đội bóng chơi tốt hơn. Trong 40 phút bị dẫn bàn thì đội bóng áo trắng gần như không có bất cứ một cơ hội rõ nét nào cả. Còn về phía đội tuyển nữ Việt Nam thì chiến thắng vừa qua đã khiến cho cái chặng đường tìm kiếm tấm vé vào bán kết của chúng ta đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vâng, đó chính xác là sự thừa nhận tới từ chính đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam trận đấu vừa qua, huấn luyện trưởng của đội tuyển nữ Philippines, và điều đó cho thấy được là chiến thắng vừa qua của đội tuyển nữ Việt Nam là rất xứng đáng với những nỗ lực mà những cô gái vàng chúng ta đã làm được. Mặc dù dẫn trước, thế nhưng tinh thần của những cầu thủ nữ Việt Nam không hề buông xuôi, không hề bị lao đúng. Và giống như rất nhiều trận đấu khác, mặc dù đội tuyển nữ Việt Nam đã bị dẫn trước, thế nhưng chúng ta vẫn có thể lật ngược được thế cờ. Và đó là tinh thần của những chiến binh sao vàng, tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, tinh thần của những người phụ nữ anh hùng, phải không ạ? Vâng, và tới đây chúng tôi sẽ gửi tiếp tới quý vị bạn một thông tin cũng rất vui liên quan đến đội tuyển U23 Việt Nam. Đó chính là thông tin liên quan đến tiền vệ Hoàng Đức. Hiện nay thì Hoàng Đức cũng đã trở lại tập luyện rất bình thường sau một ngày bị căng cơ. Và như được biết thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có được một lượng mạnh nhất để chúng ta hướng tới trận đấu gặp đội tuyển U23 Myanmar. Vào buổi chiều ngày 11 tháng 5 thì đội tuyển U23 Việt Nam đã có một buổi tập trên sân phụ Việt Trì để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển U23 Myanmar vào ngày 13 tháng 5. Và thông tin của chúng ta nhận được trong buổi tập này thì tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã trở lại tập luyện sau một ngày bị căng cơ và cần sự hỗ trợ của bác sĩ Cho Yu Yang. Đây đương nhiên sẽ là một thông tin cực kỳ vui dành cho Nguyễn Pauser và các cộng sự của mình cũng như là các đồng đội của anh trên đội tuyển U23 Việt Nam, bởi chúng ta đương nhiên đều biết được cái tầm quan trọng của Hoàng Đức là lớn như thế nào trong đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam. Và với tình hình này thì chúng ta sẽ có được một cái lực lượng mạnh nhất, bởi chúng ta sẽ không có bất cứ một cầu thủ nào bị chấn thương cả. Và hiện nay thì Tiến Linh, một tiền vạo, cũng đang rất được kỳ vọng. Người mộ cũng rất mong rằng Tiến Linh sẽ tiếp tục lại ghi bàn sau những màn trình diễn có thể nói rằng khá vô duyên vừa qua trước trận hòa với đội tuyển U23 Philippines. Gần như trong trận đấu này thì chiến thắng sẽ là điều bắt buộc dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Thế nhưng đó có lẽ cũng không phải là áp lực quá lớn dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi với một đối thủ sắp tới của đội tuyển chúng ta đó là U23 Myanmar thì với sức mạnh của mình, đá đúng với thực chất của mình, với năng lực của mình, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn sẽ có được một chiến thắng trước đối thủ này mà thôi. Hy vọng rằng chúng ta, khán giả Việt Nam, sẽ tiếp tục cùng ủng hộ, cùng cổ vũ dành cho đội tuyển nữ Việt Nam, dành cho đội tuyển U23 Việt Nam để chúng ta sẽ cùng thi đấu tốt ở giải năm nay. Hy vọng sẽ mang về những tấm huy chương vàng ở những môn bóng đá nam và xa nữa là rất nhiều những môn khác nữa của SEA Games 31 này, được không ạ? Còn tới đây thì bản tin của Tờ Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tờ Bóng Đá.